Lâm Khánh Chi ngất vì kiệt sức. Ca sĩ Lâm Khánh Chi kiệt sức đến ngã quỵ khi làm chủ hôn trong đám cưới tập thể của 10 cặp đôi LGBT. Vào khoảng 21 giờ khi hôn lễ gần kết thúc, Lâm Khánh Chi ngã xuống vì bị choáng. Cô được chồng cùng một số bạn bè đưa vào bệnh viện Nguyễn Trãi để cấp cứu và truyền nước biển. Khi về nhà, chồng Lâm Khánh Chi tiếp tục gọi bác sĩ khám cho vợ. "Hiện tôi ổn dù người vẫn mệt mỏi", Khánh Chi cho biết. Ca sĩ khóc vì tiếc đã không đến dự đến cuối chương trình. Một tháng qua, vợ chồng cô chuẩn bị địa điểm nhờ đồng nghiệp hỗ trợ váy cưới, áo vest, trang điểm. Cô bỏ hơn 3 tỷ đồng để tổ chức. Nhà thiết kế Nam Phong, một trong những người tài trợ trang phục, nói anh ngạc nhiên vì sức làm việc của Lâm Khánh Chi. Nhiều cặp đến thử đồ cưới, nói với tôi Lâm Khánh Chi lo cho họ tận tình và sợ chị ấy không đủ sức dự đêm tiệc, anh kể. Lâm Khánh Chi kể rằng Cô áp ủ ý tưởng làm đám cưới tập thể suốt một năm qua. Ca sĩ thấy cô nằm trong số hiếm trong cộng đồng LGBT, tìm thấy hạnh phúc khi có chồng, con trai, sự nghiệp. Có không ít người chưa thực hiện được điều đó. Họ sợ kỳ thị, chỉ dám yêu trong bóng tối. Tôi giúp cộng đồng lan tỏa niềm hạnh phúc, Lâm Khánh Chi cho biết. Lâm Khánh Chi tên thật là Huỳnh Phương Khanh, sinh năm 1977 tại thành phố Hồ Chí Minh. Từng là ca sĩ được yêu thích những năm 1990 với nghệ danh Lâm Chí Khanh sau hai live show năm 2002, Lâm Chí Khanh rút khỏi làng giải trí. Năm 2012, ca sĩ thừa nhận đã chuyển đổi giới tính và lấy nghệ danh là Lâm Chi Khanh. Đầu năm 2016, cô đổi nghệ danh là Lâm Khánh Chi. Chồng cô sinh năm 1985, quê gốc Nam Định và kinh doanh ở thành phố Hồ Chí Minh.